CS story is about to begin. This is Counter-Strike 2. Chào mừng tất cả quý các bạn đã quay trở lại với PGL Major Copenhagen 2024 và chúng ta sẽ chuẩn bị đến map thi đấu thứ hai trong cặp trận thi đấu giữa đội tuyển biệt phiếu của Complex City đối đầu với FaZe Clan. Map thi đấu Overpass, một map thi đấu mà có lẽ là tất cả các bạn yêu mến đội tuyển FaZe đều không muốn nhớ tới. Chính xác là như vậy. Một bản đồ thi đấu chúng tôi gọi vui đấy là nghĩa địa dành cho FaZe với một trận thi đấu giữa các thành viên của Eternal Fire, một tỷ số khá bạc nhược 1-13. Nhưng tuy nhiên Eternal Fire họ cũng đã bước tiếp cái hành trình cho mình ở vòng playoff rồi. Còn bây giờ thì với FaZe, họ cần phải có những cái sự tỉnh táo cũng như là những cái bài học rút ra từ trận thua đó để có thể đánh bại được Complex City ở bản đồ thi đấu này để có cho mình một tỷ số 2-0 và một tấm vé đến với cả vòng playoff. Vâng, mặc dù là cũng là khó đấy, nhưng bây giờ thì các đội viên bên phía của FaZe Clan, Broky làm đôi, Floppy có được sự vào Broky rồi, lợi thế người đang thuộc vào đội viên bên phía FaZe Clan. Frozen đang móc ra đằng sau lưng, nhưng ở đây thì đó là mạng của House rớt phải đập xuống. C4 đặt thành công nhưng Floppy của JT liệu có giữ được quả C4 hay không, đó mới là vấn đề khi mà có người ở trong cuộc ABC đang muốn đẩy ra đang vị trí Carrion. Thời gian vẫn còn là rất nhiều để cho bên phía FaZe họ có thể chờ đợi cùng nhau đẩy vào. Có một người yếu máu, đó là chi Frozen đẩy ra có lẽ sẽ phải đập xuống thôi, nhưng đó là Rain hạ cùng đi JT. Carrion đi rồi, Floppy lộ ra ô kia, Floppy có mạng, Rain hạ cùng Floppy và sẽ gỡ được quả C4 này dành cho các đội viên bên phía FaZe Clan. Đây rồi, những cái sự tích cực đã được thể hiện trong lối chơi FaZe Clan, họ đã làm được bằng những gì họ làm được ở trước Eternal Fire. Đừng có thắng round này xong lại làm một chuỗi round khác thì tôi chuỗi thua thì tôi chịu đấy. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là một pistol round chiến thắng cũng rất top team đến từ Carrion cùng với những người đồng đội. Vừa bắn xong thì match pau luôn. Ô kìa. Ô kìa. Điểm ư? Không được đâu. Tôi không muốn đây là một cái điểm dành cho bên phía của FaZe. Không ổn, không ổn. Không ổn. Vâng, và trong khoảng thời gian phải tạm dừng như thế này thì chúng mình xin phép là sẽ thông báo đến cho anh em những cái đặc quyền mà anh em có thể được nhận khi xem giải thi đấu PGL Major Copenhagen ở trên nền tảng online. Hãy download ngay app online hoặc truy cập trang web online.vn xem độc quyền và nhanh nhất loạt trận hấp dẫn của PGL Major Copenhagen 2024. Các trận thi đấu sẽ được tương tác trả lời nhận thưởng với vô vàn quà tặng hấp dẫn, voucher trang sức Oppo, voucher rượu EY và những quà tặng độc quyền chỉ có tại online. Đã bao giờ anh em nhìn thấy có một nền tảng nào mà lại có câu hỏi hiện lên ở ngay trên livestream anh em được xem chưa? Và trả lời những câu hỏi đấy nó không hề khó. Tích điểm có được cho mình phần quà qua từng ngày theo trên bảng xếp hạng. Vâng, quá tuyệt vời. Vâng, và round thi đấu thứ hai này bên phía Complex City họ cũng có cho mình một chút những cái món quà, đó là khẩu AK và những khẩu Galil. Bởi vì trong pistol round thì họ cũng đã đặt được cho mình đó là quả C4. Các thành viên của Complex City hiện tại thì họ đang đẩy lên khu vực bom site A. Và Frozen muốn cương, Frozen lại chết chay mất rồi. Smoke trả ra để chặn đường tiến công bên phía của Complex City. Và có vẻ như Carrion cùng với đó là Rain sẽ quay trở về back up anh chàng Broky ở khu vực bom site A này. Lại mất người từ sớm rồi. Và tôi đang thấy có những điều gì đó hơi giống với ngày hôm trước đến từ FaZe Clan, một bạn drop rồi. Nếu như đó là một tình huống đổi được nhiều mạng hơn, nó sẽ là đẹp. Rain bây giờ anh ta cần phải có mạng một bạn cho Rain rồi. Rain có đôi. Rain đang cứu các đội viên bên phía của FaZe Clan ở trong round thi đấu này. Broky đã lên được Heaven rồi, tôi chắc chắn là Elite sẽ phải nằm. Còn lại một mình JT với khẩu DA trên người mà thôi. Nhặt lại cho mình khẩu Galil của người đồng đội đánh rơi. C4 thì đang trước mặt rồi, nhưng JT thì cần phải đoán bộ đôi còn lại bên phía FaZe Clan đang ở đâu.
hai người cả Karrigan và cả Brokkie đi cùng nhau thế này thì thực sự rất khó để có thể thua đến từ Faker, và chính xác là như vậy. 2-0 dành cho Karrigan cùng với những người đồng đội của mình, gấp đôi những gì mà Faker đã có ở trận thi đấu với cả Eternal Fire. Chết rồi, Tiết Trường Minh cứ xoáy vào cái nỗi đau của tôi này là không ổn rồi. Không ổn rồi các bạn ạ. Tôi còn nói cả đời các bạn ạ. Tôi còn nói cả đời. Không ổn rồi. Qua thì 13-1 với 13-0 thì tôi còn nói cả đời. Qua thì chắc là Tiết Trường Minh cũng có cho mình đó là những cái... Thôi thì tôi buồn. Nỗi đau. Hôm qua tôi đau, hôm nay tôi sẽ xoáy vào nỗi đau của người khác. Bởi vì tí nữa kiểu gì tôi cũng có cơ hội bị đau mà. Chung quy là thời điểm này thì chúng ta thấy rằng các đội tuyển có màu xanh thì nó lại phát triển hơn những đội tuyển của các màu khác. Đừng nói thế, đừng nói thế. Chưa biết được đâu. Đây rồi, một mạng dành cho vị trí của Frozen. Đang bắn rất chủ động. Tiếp tục là Frozen với 3 mạng ống Elite chỉ đổi được 1 thôi. Và double kill dành cho Brokkie. 3-0 dành cho Faker. Vâng, cứ được thêm một round là tôi sẽ lại nhân cái tỷ lệ mà bên phía của Faker họ làm được so với trận thi đấu 13-1. X3 dành cho Faker rồi. Với tôi cũng không dám tin rằng bên phía Faker hôm nay họ lại hóa thân thành một đội tuyển, chính xác hơn là một cái cửa hàng bán bánh mì. Nhưng họ đã có 3 round rồi. Họ đang trở thành những người mà hôm trước đã đánh vào mặt họ. Chính xác là như vậy. Tuy nhiên, Complexity cảm tưởng như họ đang bắn cái bát Final Pass này chả khác gì Faker hôm bắn với Interfile cả, chỉ được bắn nhau thôi. Và Faker bắn nhau thì cũng không ngại Complexity cho lắm, bởi vì tay Complexity cũng không phải là vượt trội so với các đội viên bên phía của Faker. Elite thì vừa ăn nét mất đi cho mình nửa cái máu. Tuy nhiên bên phía của Faker họ cũng đã có hai người cũng chịu hoàn cảnh tương tự, đó là Rob và cả Rain. Bộ đôi này đang trấn thủ cho mình, đó là khu bom side B. Rob thì đang được boost lên nhưng không có bất kỳ một ai Complexity đi ra khu e-shot cả. Họ đang muốn tổng tiến công, đó là khu vực bom side A. Đi cùng nhau chiếm được cho mình, đó là A-Long rồi. Bên phía đối diện thì sao đây? Đang có cả Floppy, cả Grim chiếm cho mình, đó là khu vực middle. Sẽ khó khăn hơn cho bộ đôi ở khu vực bom xe trong thời điểm hiện tại. Và Karrigan quyết định là đi đẩy để kiếm thêm thông tin dành cho đội tuyển của mình. Đang muốn bò vào khu vực bom xe để được thành viên bên phía Complexity. Frozen sẽ phải giữ cho mình góc đứng khá là cường ở đây. Anh ta đang muốn cắt tham binh để có thể đẩy ra. Rất đông đội viên Complexity đang ở A-Shop như là nhà vệ sinh. Ui, rồi lắc. Xong rồi. JT có được sinh một mạng của Frozen nhưng đang có hai người rất yếu máu, và nếu như các đội viên bên phía Faker làm tốt hoàn toàn có thể có hốt được những bạn này, một bạn cho Brokkie. Đó là Brokkie phải đạp xuống bởi vị trí của Floppy và Rob vẫn đang trốn rất tuyệt vời. Karrigan hạ gục Floppy, một bạn cho Rob. JT rất nhanh đổi mạng và Karrigan bây giờ mới bách về thì liệu có kịp cho các đội viên bên phía của Faker hay không? Đây 2v2. Đang có người đi móc, đấy là vị trí của anh chàng Karrigan đang bọc sau đội hình của Complexity, nhưng đang cần phải check tất cả góc của vụ trong bom xài cái đã. Liệu Karrigan có hạ gục đi bộ đội bên phía không đây? Nhưng có Rain ở đây, một bảo chứng để có thể mang về chiến thắng cho Faker. Và hết rồi, Complexity ơi, chiến thắng tiếp tục gọi tên dành cho Karrigan cùng với những người đồng đội. X4. Đếm từng round một dành cho Faker, và tôi rất mong chờ là đến một thời điểm tôi sẽ được gọi X13 dành cho Faker. Thế thì được quá tuyệt vời rồi. Vâng, như thế thì là rõ ràng thì được quá tuyệt vời luôn. Vâng, đây đã là trận thi đấu ở nhánh 2-2 rồi. Đội tuyển nào thua thì sẽ là phải về nước luôn. Tôi đánh giá là cái con đường mà Complexity bay về Bắc Mỹ khá xa so với con đường của Faker về với tổ chức của mình. Ở đây Grim bắt đi được Rain rồi. Lợi thế người dành cho các đội viên bên phía của Complexity. Một pha đẽo rất cảm giác. Và có vẻ như đánh A không được thì bên phía của Complex họ quyết định quay trở về, đó là khu vực bom side B. Nhưng Faker cũng đoán được ra điều này khi mà có người đã đẩy đến, đó là khu vực sân chơi, anh chàng Frozen. Howzek thì đang delay. Howzek cần phải bắt được vị trí của Frozen. Chúng ta cùng chờ xem hai anh chàng này sẽ đối đầu với nhau như thế nào đây. Có vẻ như bên phía Complexity hiện tại thì họ đang muốn quay trở lại, đó là khu vực bom side A chứ không phải bom side B. Chỉ là tạo động để kéo thêm người của bên phía Faker về mà thôi. Frozen nghe ra rồi, bắt đi được cả hai người bên phía Complexity. Lợi thế hơn người đã không còn, nhưng Floppy bất ngờ chưa có cái mật mồm của Karrigan và đưa một tình huống đó là 3-3. Brokkie muốn phải ốp ra, Brokkie phải ốp chưa rồi. Floppy lấy luôn đi cái mạng của bên phía Faker. Và giờ thì họ lại tiếp tục quay trở về, đó là khu vực bom side B.
Một quả lửa trả ra, JT sẽ phải đổi trong đặt bom của mình. Nhưng đây là 2v3. Hơi khó để cho bên phía FakeLad họ có thể làm được gì. Frozen nhìn thấy người full shot rồi. Nhưng khoảng thời gian bây giờ để tiến vào nó không phải là dễ cho các bên phía FakeLad, và họ nên đi xếp súng ở trong round thi đấu này. Lượng tiền cũng không phải là quá nhiều đến từ Frozen cũng như là Rope. Chơi an toàn, xếp súng, và nó sẽ là round thắng đầu tiên dành cho Complexity. Một chiến thắng khá nhọc nhằn đến từ Complexity. Dù cho trước đó thì cũng phải có những cái tình huống bắt được người, Complex mới có cho mình được những cái chiến thắng như vừa rồi. Floppy nằm xuống, bây giờ Rope mà đẩy ra có được mạng thì lại hay này. Ôi, tí thì không vẫn lấy được AK. Vẫn lấy được một khẩu AK. Tí thì nhà quê. Mới chỉ dừng lại ở con số X4 thôi. Chưa có X5. Cho dù trước đó thì Frozen cũng đã bắt đi được hai người ở khu vực bom xe A. Điều đó là không đủ để cho các thành viên FakeLad có cho mình được chiến thắng. Key round dành cho cả hai. Rocky bây giờ phải bắn trôi một khẩu scout. Điều round thì không thể Rain có tiếp tục bị grip đục hay không. Anh theo tham minh sân vào góc boost lên để check vùng B shot. Floppy thì rất kinh nghiệm, anh ta đã kê lại cái khu vực này. Nhìn thấy rồi, điểm đó là một tình huống sủi luôn đến từ vị trí Rope. Lại quay trở lại đến từ Rope. Rope đang hack não đối phương thủ của mình. Elite lần này thì sẽ là người kê lại. Nhưng Rope liệu sẽ bắt cái tham mình này như thế nào đây? Quả nên rất đau. Sủi luôn thôi, Elite đang bò lên khu B shot. Không tạo bất kỳ một tiếng động nào cả. Kerrigan, hai mạng dành cho Kerrigan. Floppy đang đổ, đang chạy 3-4 cặp vào và bắn trong mù loà hao rớt đổi một. Tốn đạn quá, Rain vẫn dừng một mạng rồi. JT cũng đi Kerrigan thành công. Và JT ở đây, anh ta phải nằm xuống bởi vị trí của Rope rồi. Trở lại một mình đó là hao rớt mà thôi. Rain và Rope đều chắc đã rất yếu. Biết luôn vị trí của hao rớt, bắt được một trận đấy. Hao rớt bây giờ lộ ra, anh ta liệu có bắt được thêm ai không? Rain và Rope đều đã rất yếu, mỗi người chỉ một viên mà thôi. Hao rớt cũng vậy. Đây là cuộc chiến của những thương binh. Chủ động là trốn đến từ FakeLad. Và chỉ có một mình Rain bị lộ vị trí mà thôi. Rope thì vẫn chưa. Và Howzack cần phải đoán. Howzack đang check nhưng Howzack lộ vị trí rồi. Biết rằng là đối thủ đã tụt xuống. Và chủ động đổi vị trí đến từ Rain. Và không thể nào thua được đến từ FakeLad trong tình huống vừa rồi. Cái tình huống bịch đó là biết ngay. Howzack chắc chắn đi. 5-1 giữa FakeLad. Và sẽ là 6. X5 rồi. X6. Tự khả tin đáng, X6. Khả năng sẽ là X6 rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy một pha swing ra rất nhanh đến từ Kerrigan làm cho mình đôi mạng, phá bỏ đi hoàn toàn kế hoạch vào B đến từ Complexity. Bên phía của Complexity trong round thi đấu thứ 7, họ vẫn có tiền để full buy. Một lượng kinh tế, một round thi đấu rất quan trọng chắc cho Complexity. Và bên phía FakeLad cũng vậy. Frozen sẽ bắn cho mình một khẩu MP9. Ở bên phía của Complexity họ chỉ có đúng hai khẩu AK thôi. Những người còn lại sẽ chỉ là khẩu Galil. Nào chúng ta hãy cùng xem Elite cùng với những người đồng đội của mình làm cách nào để có thể có cho mình con số 2 đây. Chạy nhanh đến khu vực sân chơi, thoát ra được, băng qua được biển lửa. Và vẫn còn đó Frozen kê lại cùng với anh chàng Brokey ở vực connector. Flash được trả ra, Brokey nhanh chóng lấy cho mình thêm được một quả lửa, nó có chặn được tiến công. Nhưng chưa, sẽ phải lùi về sai an toàn, để lại khoảng trống đó cho Frozen có thể kiểm soát. Nào, Frozen đang ở ngay gần các thành viên bên phía của Complexity. Ui, Tham Minh đẩy ra, anh ta chưa lộ, bây giờ nhấp nhả lên. Khả năng là sẽ nhìn thấy Floppy, khi mà Floppy cũng đang có những cái tình huống có vẻ như đang muốn đi ra khu mid cùng với người đồng đội của mình rồi. Bom A bây giờ chỉ có một người, đó là vị trí của Brokey. Frozen vẫn phải đoán. Cẩn thận, vẫn đang rất cẩn thận để bắt cho mình. Tham Minh thôi, lộ rồi. Lộ rồi, Frozen ơi, sủi thôi. Sủi rất hợp lý đến từ Frozen.
trả ra một quả nết. Nó không lấy đi được bất kỳ máu nào của bên phía Complexity. Vẫn là phải vào A, vẫn là phải vào A đến từ Complexity mà thôi. Nhưng hiện tại bây giờ thấy người rồi. Một tiếng bắn kẹp chỉ Oka gần Proki, mỗi người đổi một. Top kill, triple kill dành Oka Regan. Proki định chạy để xếp súng ngư không được đâu. Trước mặt đằng sau đều có người. Thế này thì Proki không thể nào mà sống được cả. Phải bắt được Rom. Rom bị lộ cái chân của mình ra. Rom, nhưng Rom bắn tay to hơn. Và Proki không thể giữ lại cho mình khẩu súng cuối cùng để chơi round thi đấu tiếp theo. 6-1 dành cho Fake Clan. Và khả năng cao đó sẽ là 7-1 khi ra thi đấu này. Bên phía của Complexity họ chỉ đủ tiền để hấp bài thôi. Ui, đến Karigan còn bắn thế này thì bài. Fake Clan thua kiểu gì đây? Nhưng mà tôi hay có một cái aura đây là tôi vừa nói là thua kiểu gì phát họ thua luôn. Phải để ra xem cái aura đó của Teacher mình có tỏa sáng ở trong round thi đấu này hay không. Muốn thua trong round thi đấu này có vẻ như bên phía Complexity họ cần phải thay đổi tốc độ trận đấu của mình. Nhưng Broky thì đang cầm khẩu MP9 xuống, Broky chỉ kịp làm một mà thôi. Một tình huống hòa người đến từ cả hai bên, mỗi bên mất một, nhưng Frozen đang chọn cho mình một chỗ trốn để có thể kiểm soát được khu mid đồ. Liệu rằng lại làm hai sao đây Frozen ơi? Đây rồi, bắt cái tham mình này là chắc đây, chắn mạng rồi. Một mạng, hai mạng cho Frozen. Vẫn còn một người nữa là sau bức tường, đó là Floppy, là Elite. Nhưng Frozen đang bắn, Frozen lại không bắt được vị trí của Floppy hay Elite cả. Nhưng Elite tầm này yếu máu lắm rồi. Tất cả mọi thứ sẽ được đè lên đôi vai của Floppy với khẩu AK trên tay. Rain thì đang đi đầy. Sẽ là hai người ở khu bom sai A trong thời điểm hiện tại. Vẫn còn đó bom mìn để có thể che đi những cái chục point để có thể vào sai. Để xem bên phía Complexity họ có mang về được chiến thắng cho mình trong tình cảnh ngặt nghèo này hay không đây. Karigan kế cường, Karigan kế cường, nhưng Karigan lại ra đi mất rồi. Nhưng hai người còn lại bên phía Complexity hiện tại họ đang rất yếu nhau và Rob biết điều này. Anh ta quay trở về cùng với Rain ở đằng sau. Thì liệu rằng có thua đây không đây? Tôi nghĩ là không đâu khi Rob bắt được đi mạng của Floppy nữa. Sẽ là cố gắng hạ quả C4 này xuống để có thể thêm về cho mình những cái lượng kinh tế trong round tiếp theo mà thôi. Và bye bye Elite, chiến thắng thứ 7 gọi tên bên phía của Fake Clan. Hơi nhọc nhằn một chút ở trong round thi đấu H3 của đối thủ. Nhưng cái điều mà Fake Clan cần thì họ vẫn có. Đó chính là chiến thắng. Đừng đi nhặt cái gì đây? Rốt đi nhặt cái gì đây? Tìm kit à? Đây đúng kit, rồi. Kit. Lấy cái kit. Lấy cái kit. Làm gì có ốp mà đi tìm đúng không? Đúng rồi. Phải nhặt lại cho mình cái kit. 7-1 dành cho Fake Clan. Và nếu như thắng round thi đấu này mà lại không cho đối phương đặt được quả C4 nữa thì có thể là lên con số 9. Ui, Fake Clan thắng liên tục ở bên phía CD side. Họ cần phải duy trì được cái phong độ này. Trông Fake Clan kiểu là chút giận. Chút giận lên Complexity. Đó gọi là gì? Đập tan mọi nghi ngờ. Đập tan những định kiến. Trong ngày thi đấu hôm đó đấy, bọn tôi có một chút những cái vấn đề về tâm lý cũng như là sức khỏe, bắn nó không tốt. Nhưng quay trở lại với trận thi đấu, Rain có đôi ở khu vực B-Long. Elite cũng kịp đổi mạng của Rain thành công. Nhưng lợi thế hơn người thì hoàn toàn nằm trong tay các thành viên của Fake Clan. Rõ ràng 1-2 là lãi dành cho Fake Clan ở trong round thi đấu này. Và hướng đến của bên phía Complexity vẫn đang là khu bom sai B. Trong bom B vẫn đang rất đông. Giờ mà đi vào B là khả năng là Complexity chỉ có nằm ngửa ra chờ chết thôi. Sẽ là bắn 2A, 2B hợp lý thôi. Hơn người mà. Mình có số người chẵn thì mình cứ bắn người chẵn ở trong những round thi đấu như thế này. Không nên chơi lẻ. Đi cuộc B-Long. Rất đẹp. Có vẻ như sẽ lại vào B tiếp đến từ hai bên Complexity rồi. Hiện tại đang có người muốn đẩy B-Long. Đấy là anh chàng Karigan. Nhưng Karigan lại ra đi. Đẩy về một cái tình thế đó là 3-3. Rope ở lại khu vực bom sai B. Nhưng liệu rằng có cản bước được bộ đôi ở bên phía Complexity vào đây không đây? Thêm được cả Broky vác ốp về nữa. Nhưng không, lựa chọn bên phía Complexity hiện tại là khu vực bom sai A chứ không phải bom sai B. Muốn đi vào khu vực bom sai A. Trong bom sai A bây giờ đang có hai người. Không, chính xác là chỉ có một người đó là vị trí của Frozen. Nào, Frozen sẽ phải quẩy. Bắt được ít nhất là một người thì sẽ là đẹp. Nhưng Broky hạ phía hạ rớt rồi. Bắn trượt. Nhưng đó là Frozen đã có được Elite, người sống cuối cùng trở lại đó là JT và đôi. JT lộ vị trí Broky, không cho JT bất kỳ một cơ hội nào cả. 8-1 sẽ là Fake Clan.
tuyệt vời Fake Clan. Không đặt được bom, nhưng họ thì vẫn có đủ tiền để hào rách có cho mình, đó là một khổ ốp. Giữ tiền rất tốt đến các thành viên của Complexity. Cũng thạc sĩ kinh tế đấy chứ. Cũng kinh tế. X8 rồi. X13 thì lại tuyệt vời quá. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được xem những cái trận thi đấu của NA Last Hope và những trận thi đấu của SA Hope. Nhưng mà SA Hope thì tôi nghĩ là cũng không có cơ hội đâu. Gặp Navi mà, cơ hội nào? Làm gì có cơ hội nào? Nhưng biết đâu đấy. Không, chả có cơ hội nào. Biết đâu đấy. Chẳng có cơ hội nào và chắc chắn là không có cơ hội nào. Anh cứ nói thế, biết đâu đấy. Không có cơ hội nào cho Fan Gaming cả. Sure. Nó sẽ là chiến thắng cho Navi thôi, trận chiến chiến thắng dễ dàng. Tôi hôm nay là tôi không đăng bài nữa mà tôi gáy ở trên sóng truyền hình luôn. Trên sóng truyền hình, vâng. Một sự tự tin đến từ Teacher Minh cũng như là tôi. Rất tự tin khi mà tôi cảm thấy rằng bên phía Faye mà bắn như thế này thì 2-0 là một điều chắc chắn. Và Elite hiện tại còn đang bị cấu máu rất nhiều thế này nữa. Nhưng khoảng thăm minh ban đầu thực sự là rất vất vả cho phía Complexity. Họ đang muốn vào B. Đồ đơn xả vào Elite bắt đi được Brokey rồi. Nhảy xuống rồi bắn nhau. Không bị lộ, anh ta có được chữ hình mạng. Đó là vị trí của Elite Group làm thôi. JT đổi bạn Carrigan thành công. Đưa thứ đó là 3-2 có lợi hơn cho đội bên phía của Complexity. Bắn yếu đi được vị trí Hauser cũng như là Grim rồi. Còn Nate hay không? Không còn, chỉ còn lại Smoke cùng với đó là một quả flash ở trên người của Rope mà thôi. Sẽ phải chờ Frozen đang đi móc máy đằng sau. Nhưng trước mặt anh ta đang là một Grim đang dưới phong độ rất nhiều. Nhưng Grim bất ngờ có cái mặt Frozen và Rope. Rope liệu có muốn đi xếp hay không đây hay muốn làm tiếp? Xếp là hợp lý. Xếp là hợp lý chứ tiền nong hiện tại thì không đủ để Rope có thể có cho mình. Nó pha tỏa sáng Clutch 1 VS3. Xếp rồi round sau drop súng ra cho vị trí của Frozen. Carrigan thì đang muốn Ninja Defuse. Đúng rồi, Rain sẽ phải bắn cho mình một khẩu LMG. Trông rất giống Ninja Defuse. Không được rồi, không được rồi. Nghe thấy tiếng rồi. Rope phải đi xếp cho mình lại khẩu AK này mà thôi. Sẽ là chiến thắng thứ hai bên phía Complexity. Suýt chút nữa thì Fake Clan đã làm được những điều mà họ đã từng nhận. Đúng. Nhưng họ đã cho đối thủ lên được con số 2. Một pha thay đổi tốc độ đến từ Complexity và họ đã thành công. Và có vẻ như là họ cũng đã tìm ra được cho mình đó là những cái phương thức để có thể xuyên phá hàng phòng ngự phía của Fake. Rain trong round thi đấu này sẽ là người hy sinh có cho mình đó một khẩu DE mà thôi. Nào, vẫn tiếp tục là chơi một lối chơi nhanh vào khu vực bom side B đến từ các thành viên Complexity. Nào, Carrigan bây giờ sẽ là người kẹp cùng với Rain ở trong khu vực bom side B. Vẫn sẽ là một cái hướng đánh vào khu vực bom side B dành cho Complexity mà thôi. Trông rất giống là họ muốn đục B, nhưng không. Lại đổi hướng di chuyển để lên kê lại khu vực playground và dám đi tới những Rope đẩy đẹp quá. Rope bây giờ chỉ cần trốn lấy thông tin cho người đồng đội của mình thôi, không cần cương. Nhưng bây giờ ui Carrigan nhìn thấy cái bóng lưng rồi, JT bắt đi được vị trí Rope rồi, đi đẩy nhưng mà lại đạp xuống, rất đen dành cho vị trí Rope. Rain với khẩu Deagle trong tay hoàn toàn có thể là được điều gì đó. Ui, nhảy cái gì đấy, không phải nhảy là đúng rồi, nhảy để có thể tránh những cái tình huống bắn. Nào, có muốn bỏ người không? Frozen muốn bỏ người. Ôi, nhưng Grim, Grim lại phát hiện ra vị trí của Frozen. Thì thôi rồi, bye bye các thành viên của Fake Clan mà thôi. Lại Carrigan ở đây nữa, bắt thêm được một chú bò lạc. Và Brookie cố gắng sống để có thể giữ lại khẩu ốp này, không thể nào làm được. Rất bất ngờ, chỉ một pha thay đổi tốc độ trận đấu thôi. Elite cùng với những người đồng đội của mình đã có cho mình đó là chiến thắng thứ 3. Cho dù trước đó họ cũng đã bị cản bước tiến công bởi quả smoke đầu tiên. Nhưng cũng phải nói lại rằng người đi đẩy bên phía Fake Clan đã không làm tốt vai trò của mình. Bỏ người thế giới nhưng mà thế này là thế giới động vật. Hơi khóa. Trời ơi. Đấy là lý do mà tôi chơi điện tử, tôi cứ nhìn thấy một người là tôi phải bắn luôn. Chứ không bỏ người ta đi xong rồi tự nhiên có người ra bắn mình thì cũng phải là lỗ không? Bây giờ bắn một người xong rồi chết luôn còn hơn để cho đồng đội chơi tiếp.
Grim đang ở rất gần vị trí Frozen rồi. Cắn tham mình đẩy ra. Rocky, Rocky chỉ bắn yếu được vị trí JT và thôi. Quả đen trả vào nó khá là đau và mạng dành cho Frozen. Lút về cho mình được một khẩu AK và sẽ rút lui thôi. Carry luôn, chạy đi đâu đây? Chạy đi đâu đây? Không chạy được đi đâu nữa cả. Và Bombsite thì đang mở cửa chào đón các thành viên Complex City. Bên phía của FaZe thì họ cần phải 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về để có thể phòng ngự. Nhưng vẫn đang bắn rất chắc chắn đến từ JT cùng với những người đồng đội của mình. Phát hiện ra được một người ở khu vực xe. Rope thì đang được trốn. Rope bất ngờ có cho mình thêm một mạng nữa. Giờ sao đây? Lợi thế hơn người đã không còn bên phía Complex nữa rồi. Rope cần phải làm tốt thì không được rồi. Hauser với khẩu ốp trong tay. Không phạm bất kỳ một sai lầm nào cả. Rain trong tay bây giờ chỉ là một khẩu CZ-75 thôi. Rất khó để Rain có thể làm khó các thành viên bên phía của Complex City. Được đẩy ra mặt nhau và đó là cái mạng của Rain phải nằm xuống. Chỉ là thứ tư dưới Complex City thôi. Tôi không tin là Chúa Tuyết của chúng ta lại có thể glass được trong tình huống này. Bị kê rồi. Và kết thúc lượt thi đấu first half, tỷ số của chúng ta là 4-8. Những lợi thế thì vẫn còn đó dành cho FaZe Clan. Nhưng nên nhớ rằng họ phải chơi cho mình đó là bên phía T-side ở lượt thi đấu second half. Đây rồi, đang có câu hỏi ở trên livestream của các bạn. FaZe thắng luôn Pistol Round 2 đúng hay là sai? Tôi sẽ lựa chọn cho đúng. Mình đó là đúng. Tự tin lên, mình phải có niềm tin. Tôi sẽ chọn đúng. Nhưng mà sao lại có một bạn lại có cả chữ vàng nhỉ? Ôi ảo thật đấy. Bạn có cả chữ vàng trên kênh chat luôn. Tôi chưa có chữ vàng. Đỉnh thật sự. Và hình như là đây là một người ủng hộ rất nhiều cho kênh sóng của 500 Pro Set 2. Chính xác. Như là online Set 2 ở giải thi đấu PGL Major Copenhagen lần này. Tôi xin cảm ơn tất cả những em đang đồng hành cùng chúng mình ở trên sóng online Set 2. Cũng như là 500 Pro Set 2. Và trên hệ thống của online có những phương tiện để các bạn có thể thể hiện tình cảm của chúng mình. Đó là những quả bóng bay, những sticker trà đá. Đấy rồi, Elite đổi được một Grim làm được bạn có Red. Tôi xong rồi, các thành viên bên phía FaZe Clan họ đang dần dần đập xuống hết. Chỉ còn lại một người thôi. Và đó là cả gần ra đi. Round từ đầu chiến thắng cho Complex City và họ toàn có thể sẽ là con số sau. Niềm tin đã mất. Giọt nước mắt cuốn cho anh chìm sâu. Và rõ ràng tất cả những cái niềm đi tin... Đi luôn trong vòng có 20 giây thôi. 20 giây. 100 điểm của tôi với anh Complex City. Bắn quá khét đi. Rõ ràng là chúng ta cũng có thể thấy rằng tất cả những cái niềm tin dành tặng cho FaZe Clan ở Pistol Round vừa rồi thì đã không có. Bây giờ thì họ phải chơi cho mình đó là khẩu Glock không giáp. Sẽ làm được gì đây khi mà thua Pistol Round và không đặt được bom. Sẽ cố gắng bắt thêm cho mình những khẩu súng bên phía Complex City thôi. Nhiệm vụ tối thượng. Và đạt được quả C4 nữa thì càng tốt. Khó ở FaZe Clan trong round tiền này. Có lẽ là sẽ là con số 6 thôi. Bắt được vào đầu. Elite vẫn có mạng của Kragan. Dễ dàng mà thôi. Cộng 600 cho Hauser. Rope bây giờ mà ra thì cũng là cộng thêm 600 nữa cho Hauser thôi. Elite ở đây, anh ta biết luôn là ở khu vực lo có người bắn rất cẩn thận. Mặc dù là hơn súng nhưng mà không muốn giạt ra, không muốn cho đối phương lấy có được thêm bất kỳ một đồng nào cả. Đấy rồi, một mạng cho Grim, hai mạng dành cho Grim thôi. Rope, người sống sót cuối cùng thì cũng phải ra đi dỡ súng của Floppy. Như đã đề cập thì đây sẽ là chiến thắng dễ dàng dành cho phía Complex City. Bây giờ thì bản lĩnh của FaZe Clan cần phải lên tiếng trong round thi đấu này. Ngôn ạ. Nếu không thì tỷ số sẽ về tỷ số hòa mất. Từ hôm qua cho đến hôm nay anh trả lời đúng được đúng câu. Đúng câu. Ở trên kênh 6. Kiểu gì bắt kèo nào cũng chết. Trả lời câu nào cũng chết. Hôm trước thì có một câu hỏi là trận thi đấu có tổng số round thi đấu là bao nhiêu? Dưới 21,5, bằng 21 và trên 21,5. Anh trong đầu thì đã nghĩ là trên 21,5, thế là bấm nhầm vào 21. Thế thôi. Tự chết. Anh còn đúng ấy, em đoán chưa đúng toàn nào. Sai. Em đoán toàn sai. Thế đây là quà dành hết cho các bạn viewer rồi. Đúng rồi. Bây giờ quay trở lại với trận thi đấu của chúng ta. Hauser
Anh chàng cầm MP9 bên phía của Complexity đã đẩy thẳng đến khu vực A-Long, clear đi rất nhiều thông tin dành cho những đồng đội của mình ở khu vực bom side B. Nhưng bên cạnh anh ta đang là anh chàng Rain. Hiệu trưởng liệu có đoán ra hay không đây? Có muốn thử sức với khẩu MP9 này không đây? Có vẻ như là không. Rain chỉ đi kiếm cho mình thông tin thôi. Ta quay trở lại khu vực bom side B cùng với những người đồng đội của mình. Thời gian vẫn còn để các đội viên bên phía Fakeground họ có thể có tình huống di chuyển lấy thông tin. Bây giờ thì Hauser clear đi được khu vực Fountain rồi, thôi xong rồi. Đi ngang qua đời Rain nhau. Đi rồi. Lợi thế hơn người dành cho các đội viên bên phía của Complexity. JT trả một quả nết ra đây sẽ là quả nết đau. Dragon có 67 HP và đội đang tăng. Ôi, chắc chắn Dragon tăng vào một mình kiểu gì thế này? Fake một pha fake B đánh Nga đến từ các thành viên của Fakeland, nhưng họ cần phải vào xa nhanh hơn khi chỉ có một mình Housex khu vực trong khu vực bom sai A vào thời điểm hiện tại thôi. Housex chủ động cho mình tới là đổi vị trí và anh ta phát hiện ra được một người. Anh ta không có double kill nhưng cố gắng sẽ là hạ quả C4 xuống. Các thành viên của Complexity đang đến rất gần rồi. Fakeland ơi, Brokey đổi góc cho mình và biết rằng các thành viên phía Complexity đang ở đâu. Brokey đang muốn tanh vào để tạo bất ngờ. Brokey có cái mặt của Elite, hai mạng để cho Brokey và không có mạng thứ ba thì vẫn còn đó Frozen. Frozen làm nốt để có thể mang về chiến thắng cho Fakeland. 2-4 vẫn chiến thắng, quá tuyệt vời. Một tình huống tỏa sáng của Frozen. Nếu như tình huống đó không bắt được Elite ở dưới khuôn banh thì chưa biết chuyện gì có thể xảy ra với các thành viên bên phía Fakeland đâu. Nhưng hãy nhìn cái tình huống quay tâm của Frozen đi, nó quá tuyệt vời. Không, đó là Brokey, đây là Brokey. Phải là Brokey, Frozen là người kết thúc trận đấu thi đấu với hai mạng gục của JT cùng với Floppy. Một viên duy nhất, một viên Galil duy nhất. Lấy gì đi ạ? X9 dành cho Fakeland. Round thi đấu thứ 16 và các thành viên bên phía Complexity họ vẫn có tiền để mua cho mình khẩu rifle. Tuy nhiên, bom mìn thì thực sự là rất chắc phá. Nhưng tuy nhiên, Elite bất ngờ tạo được cho mình. Đó là cái mặt của Karrigan, nhưng anh ta cũng phải đổi mạng ở đấy rồi. JT khó cho mình thêm cái mặt Frozen nữa. Lợi thế hơn người lại dành cho bên phía Complexity. Trong những khoảng tham minh rất sớm như thế này, một chút những cái sự khó khăn dành tặng cho Fakeland. Nhưng chúng ta nhớ rằng round thi đấu vừa rồi vẫn là một round thi đấu rất thần đến từ các thành viên của Fake. Nhưng có vẻ như thời điểm này thì khó khăn hơn rất nhiều khi mà các thành viên của Complexity hiện tại thì họ đang chia người ra rất khoa học. Thêm một người nữa đẩy đến khu vực A-Long là vị trí tranh áo Housex. Có Grim support đằng sau. Boost lên. Rain sẽ có góc bắn đẹp hơn và anh ta lộ bóng. Rồi xong rồi. Nhưng Brokey vẫn đổi thì kịp cho mình cái bạn của Housex. 2-3. Cơ hội là vẫn còn. Chưa hết rồi còn bên phía Fakeland. Nhưng bây giờ thì bên phía Complexity họ đang 3-4 cảnh trên khu Warsaya rồi. Thời gian còn 40 giây và bên phía của Fakeland họ phải vào thôi. Nhưng không, lựa chọn của Fakeland sẽ là đi xuống bom side B. Bây giờ bom side B nó sẽ là một cái bom side B free dành cho các viên bên phía Fakeland. Đặt quả C4 nó sẽ là thành công. Nhưng có người đang bách về rồi. Rope phải bắt được người. Rope hạ không được Floppy. JT có được một. Và JT đã phải đắm xuống rồi. 1v1. Grim cùng với Brokey. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Grim đang móc đằng sau. Và Brokey bây giờ có quá nhiều góc cần phải kê lại. Rồi, lợi thế là dành cho Grim rồi. Nào Brokey sẽ có một pha nhìn lại như Grim. Đây rồi, chiến thắng dành cho Fakeland. Không thể làm khó được chúng tôi. Cho dù bạn có lợi thế hơn về mặt quân số đi chăng nữa thì chiến thắng thì vẫn gọi tên Fake. Học sinh vượt khó thực sự là rất tuyệt vời đến từ Fakeland. Cuộc chiến của những người không tóc. Và người không tóc bên phía Fakeland đã chiến thắng. Này, anh ơi, người lớn rồi. Chung quy em nghĩ đấy là những cái từ mình miêu tả cảm xúc thôi. Trung bình Karrigan, trung bình Karrigan ở tất cả các trận đấu đúng không? Nó không mang hàm ý quá là gọi là tục tĩu, thể hiện cảm xúc thôi mà. Hai round thi đấu liên tiếp, cả bên phía của Fakeland họ có cho mình những cái chiến thắng thực sự là rất bất ngờ. Round này Complexity mà thua thì là match point cho Fakeland luôn. Chính xác. Onin rồi. Thật ra thì cái việc Karrigan gáy nó là một chuyện rất bình thường. Karrigan không gáy tôi mới thấy lạ. Karrigan gáy thì nó là bình thường, một chuyện như cơm bữa thôi. Chúng ta còn được gọi là Karri gáy cơ mà. Nó quay trở lại với trận thi đấu ra round thứ 17. Bên phía của Complexity đang có một động thái muốn chiếm cho mình, đó là vực Connector.
Chena tầm này đang hơi hiu hắt người. Có một mình anh chàng hao rớt với khẩu scout không giáp. Chỉ cần ăn một viên AK thôi là thôi bye bye hao rớt. Các thành viên của FaZe thì họ vẫn rất chậm rãi để có thể chiếm cho mình được khu vực sân chơi. Bắn rất an toàn. Round thi đấu và mặc dù biết là đối phương không có quá nhiều tiền nhưng bên phía FaZe Clan vẫn đang bắn rất cẩn trọng. Nam Kiger, Karin vẫn nằm xuống, Frozen đổi mạng thành công. Hao rớt ở đây đã có một góc kê đẹp, anh ta bắn yếu điểm với Zero rồi nhưng Frozen hạ cũng đi Elite nữa. Trước đó thì đó là nước mạng của Elite nằm xuống ở của Corrector. Hao rớt ở đây anh ta sẽ làm gì đây? Có quả smoke trả ra để che đi của nhà vệ sinh. Nhảy tranh rất khó chịu, biết luôn người ở A-Shot rồi nhưng Brain định chặn cái đăng cao vào mặt của Hao rớt. Grim với một khẩu Deagle, anh ta đang bị cháy. Thôi chạy đi Grim ơi, phải giạt ra. Và lại phải B bây giờ sẽ là bomb side B free dành cho bên phía của FaZe Clan. Họ sẽ tiến thẳng vào và đặt quả C4 này. ABC đang có người muốn back về nhưng Rope đang là người kê lại cuộc B long. Nào chỉ cần lộ ra thôi là bên phía Complex City họ sẽ chẳng còn cái đầu và đội mũ nữa đâu. Retake bomb side kiểu gì đây? Có vẻ như là không muốn làm rồi và chắc chắn là không làm được thì đúng hơn. Một cái thế setup quá đẹp đến từ FaZe Clan. Rõ ràng sẽ là chiến thắng thứ 11 gọi tên bên phía của Kerrigan cùng với những người đồng đội của mình. Những cái bài đánh trong 3 round thi đấu vừa rồi chúng ta có thể thấy là bên phía Complexity họ quá vội vàng để có thể rotate về cái bomb side để hỏng ra một bomb side free dành cho bên phía của FaZe. Nhưng mà vấn đề bây giờ là thua round này xếp thì round sau vẫn phải eco. Đúng rồi, round sau eco mà không tạo được đột biến thì coi như là một cái match point cho phía của FaZe. Bây giờ mà all in thì nếu mà thua thì hết tiền. Là chúng ta có chiến thắng 2-0 dành cho FaZe Clan. Đúng, một tỷ số giống với map 1. Lạ nhờ, lạ nhờ. Ngày hôm qua thì có một trận một đấu trận lạ cũng cực của kỳ FaZe. Luôn một trận thi đấu lạ cực kỳ luôn cũng của FaZe, cũng của FaZe là 3 map 13-8 y hệt nhau, không khác gì, thay đổi mỗi người thắng thôi. Ừ. Ôi lạ nhờ, xe khéo thế chứ lì. Đây rồi, có được cho mình những khẩu Deagle và những khẩu 5-7 đến từ Complex City. Elite bắn khẩu Deagle này thì cũng tin, ăn một quả nết bị trừ đi 30 máu, đang muốn đẩy ra bắn nhau ở khu mid. Nhưng không phải là một lựa chọn hay ho đâu. Hào Dược thì đang muốn cương. Anh chàng này đang cương ở khu vực Belong. Có vẻ như sẽ cùng lùi về an toàn. Không nên quá cương. Đặc biệt trước mặt anh ta lại còn đang là anh chàng Probe. Nhưng mà Ngôn, không biết là Ngôn có nhớ không nhưng mà có một cái rất hay ở FaZe Clan và Complexity ở map thi đấu Pat này, em biết là gì không? Đó là họ đều cùng 13 map. Đau đấy. Lại không nhận ra đâu đấy. Tôi biết lý do vì sao Complexity lại dám pick cái map này rồi. Họ nghĩ là FaZe Clan bắn thua 13-1 thì họ có thể chơi được. Đúng. Nhưng họ đâu nhớ, họ không nhớ là họ cũng thua 13-1 mà. Không khác gì cả. Họ thua Ball Sport. Thôi xong. Hai đội tuyển 13-1 bắn với nhau. Ui, tuy nhiên 9 rồi. Elite 9 đến từ Elite rồi. Elite. Cơ hội để Elite nằm xuống là rất cao. Nhưng mà người khỏe bóng nhảy xuống Elite có 1. Rocky đổi mạng Elite thành công được xuống rồi, đó là 4m3. Càng gần biết trong bom sai của người, quả lửa này sẽ cháy đến vị trí của JT và anh ta. Ui, bắn tổn đạn đến bắn từ JT. Frozen là người có được cho mình mạng, chỉ là một floppy mà thôi. Chiến thắng sẽ thuộc về FaZe Clan và sẽ là 6 cái match point cần cứu đến từ Complex City. Với một phong độ lên cao như thế này, cả Frozen và cả Brokey nữa thì 6 cái match point thực sự là rất khó khăn dành cho Complexity. Hai round thi đấu liên tiếp họ hơn người nhưng họ lại không có cho mình được cái chiến thắng. Bây giờ họ phải chịu một cái cảnh bị đàn áp đến từ FaZe Clan. Liệu rằng không biết Elite cùng với những người đồng đội của mình đang nghĩ đến hãng máy bay nào chưa? Đi về Mỹ thì để mình nghĩ xem à. Nếu mà đi từ Đan Mạch về thì Đan Mạch thì cũng có khá là Emirates. Emirates cũng được. Emirates. Nhưng mà nếu mà
muốn một cái giá nó hợp lý hơn thì có thể lựa chọn hãng hàng không Turkish Airlines. Turkish Airlines. Đi sang bên Thổ Nhĩ Kỳ một tí cũng không xa lắm đâu. Cũng không xa đâu. Đi Turkish Airlines cũng được. Hoặc là có thể sử dụng hãng hàng không của Đan Mạch luôn. Quay trở lại với trận thi đấu của chúng ta, sẽ phải đi cứu Mustfoy đến từ Complexity. Họ quyết định cho mình là đẩy để có thể kiếm thông tin. Nhưng bên phía của FaZe Clan hiện tại họ đang thay đổi tốc độ trận đấu. Và Rope chiếm được cho mình B-Bet rồi và bắt được thêm cả JT nữa. Tiếp tục là những lợi thế hơn người dành cho bên phía của FaZe. Elite đẩy khu vực Connector. Elite đang bị spam nhưng anh ta chưa thoát ra được. Floppy thì sao đây? Floppy có một bảng của Kerrigan, thu về cho mình được một khẩu AK, tăng thêm những cái lực đam. Có vẻ như mới chỉ dừng lại ở đây đến từ cả hai đội tuyển mà thôi. Vâng, những tình huống sấy đến khô cả tóc. Bây giờ thì bên phía FaZe Clan họ lại đang muốn đổi lại đẩy tiếp rồi. Đang muốn di chuyển. Có lẽ là sẽ di chuyển khu vực bom sai A. Khi mà đang có hai thành viên của FaZe Clan họ đang clear đi được khu vực mid. Rất cẩn trọng, vẫn cài cắm lại Brokey để kê lại khu vực B-Shot. Elite có vẻ đã nhìn thấy điều gì đó rồi. Anh ta sẽ phải trốn trong khu vực bom sai thôi. Nhảy check là khá khéo đến từ Pha Đình Tùng. Cửa đang được trả vào, nó sẽ đẩy thôi sao? Elite phải lùi về. Floppy đang muốn đẩy ra. Anh ta đâu biết được là vẫn cài Brokey lại khu vực B-Shot. Ôi, Floppy nằm xuống rồi, Rope thì đã bò được đến gần khu vực bom sai A. Và đang căn tham mình để có thể cùng những đồng đội của mình đi vào khu vực bom sai. Nhưng mà C4 đang được mang về bom sai B. Chỉ có một mình Rope đã Red bắt đi được Grim rồi. 4v này. Bách về B bây giờ thì làm gì còn kịp nữa. Rope vẫn đang bóc ra sau. Hauser bây giờ mà chết thì là kết thúc ra viên bên phía Complex City luôn. Lộ đến từ Hauser rồi. Đang đục đẽo nhưng chẳng có được mạng của ai cả. Làm sao mà biết được là sau lưng có người. Rope đang ở đằng sau viên bên phía Complex City. Và thôi xong rồi. Hết rồi Complex ơi. Elite nằm xuống. Một vết bồn đến từ Hauser. Một mạng cho Hauser rồi. Hauser đã trôi hết rồi. Chiến thắng dành cho FaZe Clan cũng với tỷ số 13-6 và họ chính thức bước vào vòng thi đấu playoff ở giải thi đấu PGL Major Copenhagen 2024. Còn với Phan Đình Tùng, xin lỗi anh không thể hát mừng sinh nhật ở trên sân khấu của Copenhagen Major nữa rồi. Tỷ số hiệu số là 2-3 và Elite sẽ phải cùng người đội của mình về nước thôi. Anh sẽ hát trên máy bay trong hành trình về nước của mình chứ không phải là hành trình đi tiếp tại vòng thi đấu playoff của PGL Major Copenhagen 2024 này. Chúc mừng Kerrigan, chúc mừng Kerrigan cùng với những người đồng đội của mình. Xin chia buồn cùng với Complexity, đại diện duy nhất của khu vực Bắc Mỹ ở thời điểm hiện tại cũng phải khăn gói về nước. Tưởng thế nào, tưởng pick over bat thế nào. Tái hiện lại, nghĩ là đối phương thua 13-1 thì mình có thể chơi được. Thế nhưng mà Elite và người đồng đội cũng quên mất là họ cũng thua 13-1 mà. Người thổ với người Mỹ nó khác nhau. Vâng, một kết quả rất hay, rất tuyệt vời dành cho các fan hâm mộ của FaZe Clan. Họ đã có được cho mình tấm vé đến với vòng thi đấu playoff của giải thi đấu PGL Major Copenhagen 2024. Còn với cả Elite thì thôi, có lẽ là xin chia buồn với các fan của Elite cũng như là các fan của các thành viên bên phía Complex City. 2-0 giờ FaZe Clan, một kết quả phải nói là vô cùng xứng đáng giờ FaZe Clan khi mà nhìn họ thi đấu ở Mario Pass. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vài phút trước khi đến với trận thi đấu tiếp theo của ngày thi đấu cuối cùng vòng thi đấu Elimination Stage.